Bông tiết theo bông tiết nhiều quá sáng chủ nhật này cùng theo gia đình mình đi lễ nha các bạn. Hôm nay thì Noel sẽ đi học giáo lý nữa. Thời tiết cũng không có quá lạnh nhưng mà tuyết nó bám ở trên xe vào ở giữa đêm. Sau khi đi lễ xong thì bắt đầu sẽ tập trung ra ở bên sau. Hiện tại thì mình sẽ cho bé của mình đi học giáo lý ở nhà thờ Việt. Ở đây có một cái khu nhà thờ Việt thì hàng cách 2 tuần thì mọi người sẽ có nấu nướng và bán để ủng hộ cho chương trình của giáo xứ. Hôm nay người ta bán rất nhiều thứ luôn, bánh bèo rồi, bún bò và nhiều loại lắm. Đó, Angela với Noel đang đứng đợi để bắt đầu cho cái ngày học giáo lý nè. Mình có mua bánh bèo nè, xôi khúc nữa, nhìn cũng bắt mắt lắm. Đây, hai cha con đang ngồi ăn, sau đó thì sẽ ngồi đợi chị hai ra. Lúc này thì ba cho Angela ăn, sau khi ăn xong thì Angela ngồi đợi, mà trong lúc đợi Angela không biết làm gì hết. Đó, cứ ăn như vậy đó mà cứ tưởng là ăn nhiều lắm nhưng mà có chịu ăn đâu, múc múc vậy thôi à. Bánh bèo thì người ta làm bánh bèo Huế. Noel đi vào bên trong rồi, đang ngồi để học cùng các bạn. Ở khu nhà thờ Việt này thì cũng có dạy giáo lý song ngữ, thì các bạn có thể nói tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Đó, Noel, Angela đang đợi Noel nè, nhưng mà chắc cũng phải khoảng một tiếng nữa. Rất là hào hứng luôn, các bạn đang sinh hoạt cùng với nhau. Trong lúc đợi chị hai thì bạn này đang vẽ vẽ viết viết nè. Chủ nhật thì thường thì sẽ sinh hoạt giáo lý ở nhà thờ, rồi đi cùng các con đi dạo quanh ở đâu đó để một ngày nghỉ. Khu nhà thờ Việt thì nếu mọi người tham gia thì cũng rất là hay, tại vì cho các bé có thể học giáo lý, ngoài ra cũng có thể tiếp thu thêm các ngôn ngữ của mình nữa. Các bạn có thể chơi rồi hoạt động sau những cái giờ đi lễ và học giáo lý cùng các bạn nhỏ nữa, có thêm bạn bè cũng rất là vui cho các em nhỏ. Nếu thích vui lòng like, share và subscribe kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều.